I'm Thinking of Ending Things là một phim kinh dị ly kỳ được đạo diễn bởi Charlie Kaufman, biên kịch của những tác phẩm như Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Being John Malkovich hay Adaptation. Trái ngược với phong cách nguyên bản quen thuộc, ông Kaufman đã viết kịch bản phim này dựa trên cuốn tiểu thuyết đầu tay của nhà văn Ian Reid. I'm Thinking of Ending Things tuy là một phim có gắn mác kinh dị nhưng lại không có jump scare, không có ma quỷ hay máu me tùm lum. Thay vào đó, Charlie Kaufman gieo rắc nỗi sợ bằng một câu chuyện đầy mơ hồ, xáo trộn, khiến chúng ta chẳng thể an tâm khi theo dõi. Bộ phim theo chân Jack và bạn gái trên chuyến thăm bố mẹ của Jack. Ngay khi xe chưa chuyển bánh, bạn gái của Jack đã suy nghĩ đến việc chia tay anh. Khi đến nhà Jack, mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn, khi cô bắt đầu phát hiện ra cách cư xử bất thường của bố mẹ, cùng với đó là những hiện tượng lạ diễn ra khắp căn nhà. Vậy chuyện gì đã thật sự xảy ra ở trong phim? Đạo diễn Charlie Kaufman muốn truyền tải những thông điệp gì qua tác phẩm này? Trước khi bắt đầu, đây là cảnh báo spoiler cho tất cả các bạn nhé. Hãy thử sức với I'm Thinking of Ending Things trước khi xem video này. Còn nếu các bạn đã xem phim và muốn tìm hiểu thêm hoặc không quan tâm về spoiler thì chúng ta bắt đầu thôi. Trước khi bắt đầu, sau đây là quảng cáo đến từ nhà tài trợ của video ngày hôm nay. Nếu bạn muốn quay lại với giải thích phim luôn thì hãy tua đến mốc thời gian này nhé. Apollo Comet thế hệ 2, cải tiến vượt bậc, êm mềm thật chất. Trước khi đào sâu vào câu chuyện, có một sự thật mà chúng ta cần nắm chắc. Đó là 90% tình tiết trong phim này là ảo mộng của Jack, là thế giới mà Jack tạo ra dựa trên vốn sống của chính bản thân mình. Trong cuốn sách gốc, sự ảo tưởng này được thể hiện rất rõ ràng, vì ở những chương cuối, tác giả Ian Reid đã viết, đó là Jack ngay từ đầu, tất cả chúng ta đã ở trong suy nghĩ của anh ấy. Để làm rõ luận điểm trên, trước hết hãy cùng mình đến với hình ảnh người bạn gái. Trong một phân cảnh, bạn gái Jack kể rằng hai người gặp nhau tại một bữa tiệc giải đố. Trong tiểu thuyết gốc, có đề cập đến sự kiện này, và nó có thật. Tuy nhiên, cuốn sách cũng nói thêm rằng Jack không đủ can đảm để nói chuyện với cô gái. Vì vậy, nam chính buộc phải sử dụng tất cả những kiến thức lộn xộn sẵn có để dựng nên hình ảnh người yêu, mà cụ thể ở đây là tất cả những gì chúng ta được thấy trong căn phòng của anh, nào là bài tập vật lý, thơ Wordsworth hay là tranh vẽ của Ralph Albert Blacklock, rồi tập phê bình của Pauline Kael. Thế nên chúng ta với cấu cảnh nữ chính đọc trôi chảy bài thơ và có tự nhận là đã vẽ những bức tranh có sẵn trong phòng của Jack. Cũng vì hình ảnh của cô gái trong Jack là rất mơ hồ, nên dễ hiểu vì sao nghề nghiệp của cô lại thay đổi nhanh như chóng chóng, từ vật lý sang họa sĩ, rồi lại thành nhà phê bình phim. Bên cạnh đó, trang phục và tên gọi của cô cũng thay đổi liên tục, từ Lucy, Luisa cho đến Amy, vì Jack không nhớ được điều gì về người thương vào đêm nọ. Tóm lại, bạn gái của Jack thực chất chính là anh. Điều này cũng lý giải lý do vì sao cô lại nhìn ra bản thân mình trong bức tranh thuở nhỏ của nam chính. Ở một chiều hướng khác, trong phim có một cảnh mà credit hiện tên của đạo diễn Robert Zemeckis. Nếu các bạn chưa biết thì Robert Zemeckis là đạo diễn tài năng người Mỹ. Ông đứng sau thành công của những tác phẩm như bộ 3 Back to the Future, Forrest Gump hay Castaway. Nhưng các bạn không cần quá quan tâm đâu, vì chính Charlie Kaufman đã thừa nhận việc đưa tên Robert vào chỉ là một trò vui mà thôi. Điều quan trọng là nữ chính trong bộ phim, bởi trong một khung cảnh ở nửa sau câu chuyện, có thể thấy bạn gái Jack đã biến thành cô ta. Điều này thể hiện rõ ràng sự thật rằng người yêu của Jack chỉ là sản phẩm được nhào nặn từ mộng tưởng của anh. Do đó, gần như mọi thứ đều diễn ra trong suy nghĩ của Jack, nên dòng thời gian không nhất thiết phải tuân theo thuyền tính. Điều này giải thích lý do vì sao bố mẹ anh cứ trẻ, rồi lại già, rồi lại liên tục mặc những trang phục khác nhau, rồi lại cận kề với cái chết. Trong tâm tưởng của Jack, hình ảnh bố mẹ cũng chỉ là những mảnh ký ức chắp vá mà thôi. Ngay cả khi đã rời khỏi căn nhà, giấc mộng của Jack vẫn chưa dừng lại. Trong phân cảnh hai người dừng chân tại Tulsi Town, thực ra chẳng có cửa hàng kem nào cả. Đó là một hình ảnh trong tâm trí tưởng tượng của anh. Bởi vì trên thực tế, có ai lại đặt cửa hàng thực phẩm tại chốn đồng không mông quạnh giữa một trời bão tuyết dữ dội như vậy cơ chứ? Tất nhiên, đó không phải là lý do duy nhất. Thực chất, cả ba cô gái bán hàng đều là hình ảnh phóng chiếu tiềm thức của Jack. Nói cách khác, họ là những người mà Jack đã từng gặp mặt. Có một chi tiết nữa củng cố cho giả thuyết trên, dễ thấy trên tay cô gái bán hàng có những vết bớt đáng kể.
Ngay sau đó, trên tay của Jack cũng có dấu vết tương tự. Điều này chỉ có thể xảy ra khi cả hai người đều là sản phẩm từ trí óc của một người, thế nên diện mạo của họ mới lẫn lộn vào nhau như vậy. Ngoài ra, toàn bộ trường đoạn cuối phim cũng là cảnh tượng do Jack tự vẽ nên. Ở đây, dễ thấy ai cũng là người già, nhưng diện mạo của họ nhìn rất giả. Việc trang điểm cho tất cả mọi người thể hiện mong muốn của Jack rằng có thể khiến những người xung quanh già đi cùng với mình. Vậy đâu là đời sống thực? Jack là ai? Anh ta có suy nghĩ và đời sống như thế nào? Hãy cùng đi tìm câu trả lời trong phần tiếp theo của video. Nếu loại bỏ hết tất cả những phân cảnh có sự xuất hiện của Jack trẻ, ta sẽ chỉ thấy còn lại một hình bóng, đó là ông lao công tại trường học. Đây là Jack ngoài đời thực. Nói cách khác, hai người đàn ông này là một. Thế thì tại sao ông lại phải đắm chìm trong ảo mộng của bản thân? Dù phim đã không cung cấp nhiều thông tin, nhưng tiểu thuyết gốc mô tả Jack khá chi tiết. Ông lao công này đã làm việc tại trường học trong hơn 3 thập kỷ, ngày qua ngày lặp lại những hoạt động giống nhau. Trong phim, chúng ta có thể thấy rõ rằng nhân vật lao công là một người khép kín, không kết nối được với những người xung quanh, thể hiện ở những khung hình đơn lẻ, những hoạt động chán trường mà người đàn ông này phải thực hiện. Chính sự cô độc này đã triệt tiêu cơ hội của Jack, bởi theo cuốn tiểu thuyết thì ông vốn là một sinh viên vật lý giàu năng lực. Dù chuyện phim khởi đầu bằng việc Jack về thăm bố mẹ, nhưng đây vẫn chỉ là một viễn cảnh mà ông tưởng tượng ra. Thực chất, người đàn ông này chưa bao giờ thoát khỏi căn nhà ở vùng ngoại ô. Ông đã sống ở đó cùng bố mẹ, chứng kiến họ già yếu và qua đời, và lại tiếp tục cuộc đời dọn dẹp tẻ nhạt. Điều này thể hiện ở phân cảnh cô bạn gái kiểm tra máy giặt. Thay vì những bộ quần áo bình thường mà Jack đang mặc, cô lại thấy hàng loạt bộ trang phục lao công. Không dừng lại ở đó, Jack còn phải sống trong căn nhà với trạng thái dồn nén kéo dài. Ông bị ám ảnh về trang trại, mà cụ thể nhất là hình ảnh con lợn mục giữa. Bên cạnh đó, người đàn ông này cũng không có mối quan hệ tốt với bố mẹ của mình. Không đâu ra, chỉ cần nhìn vào cách ông phản ứng với họ ngay trong tâm tưởng cũng đã đủ thấy điều đó. Sự dồn nén trong Jack còn ảnh hưởng tới cuộc sống bên ngoài của ông. Trong phân cảnh Tulsi Town, dựa vào phản ứng né tránh, quay lưng của Jack, có thể khẳng định ông rất ngại họ. Qua đó, chứng tỏ người đàn ông này có tính cách khép kín và nhút nhát. Tuy nhiên, vì bạn gái của Jack đã chủ động đi vào mua kem, nên theo mình, một góc nào đó trong ông vẫn rất khao khát được giao tiếp và kết nối, nhưng vì bản thể gốc quá yếu đuối nên nhân cách đó không được bộc lộ ra. Ngoài việc sống một cuộc đời túng quẫn, Jack còn là hiện thân của vấn đề mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng mắc phải. Trong một buổi phỏng vấn với IndieWire, đạo diễn Charlie Kaufman có chia sẻ: "Tôi thích cái ý tưởng rằng ngay trong ảo mộng của mình, Jack vẫn không có được điều anh ấy muốn. Anh ấy có thể tưởng tượng ra cô gái, nhưng Jack cũng phải hình dung ra chuyện đấy sẽ không thành như thế nào. Cô ấy sẽ chán anh ra sao, hoặc cô ấy sẽ nghĩ Jack không đủ thông minh và thú vị như thế nào. Cô ấy sẽ chán anh ra sao, hoặc cô ấy nghĩ Jack không đủ thông minh và thú vị." Thật vậy, xuyên suốt bộ phim, chúng ta không ít lần được thấy Jack và cô bạn gái có những xung đột. Họ không chỉ cãi vã trên ô tô về những quan điểm trái ngược, mà ngay cả khi đến nhà của Jack, cặp đôi vẫn có những bất đồng. Chẳng hạn như việc Jack muốn đán lại ngôi nhà, còn người yêu của anh thì một mực muốn về thành phố. Vì bạn gái của Jack và anh về cơ bản là một, nên mâu thuẫn cốt lõi ở đây là sự xung đột nội tâm. Ví dụ, như khi bạn phải lựa chọn giữa việc đứng dậy đi làm, đi học hoặc ngủ thêm 50 phút nữa, là khi bạn phải quyết định xem nên tiếp tục lướt TikTok hay chạy deadline, là khi bạn đứng giữa mong muốn buông tay cho một mối quan hệ để cả hai được thoải mái, hay là tiếp tục cố gắng vì những kỷ niệm và cảm xúc mà ta đã dành cho nhau. Trong phim, Jack cũng phải đối phó với tình trạng căng thẳng như thế. Trong phân cảnh cô gái phát hiện ra những bộ quần áo lao công, đó không chỉ là một dấu hiệu về đời sống thực của Jack, mà còn mang một tầng nghĩa nữa. Jack rất ngại việc cho người khác xuống hầm, tức là anh luôn muốn giấu đi sự thật về đời sống của bản thân. Tuy nhiên, người yêu của anh, hay đúng hơn là một phần tâm trí, vẫn phát hiện ra tất cả. Điều này thể hiện một sự thật rằng, dù có cố gắng đến đâu, Jack vẫn không thể nào đào thoát khỏi thực tại. Sự mâu thuẫn trong con người của Jack còn chưa dừng lại ở đó. Trong phân cảnh bạn gái của Jack thao thao bất tuyệt về điện ảnh, đó không phải là lời nói của cô, mà là những dòng cảm nhận nguyên văn của nhà phê bình xuất chúng Pauline Kael về bộ phim A Woman Under Influence. Đạo diễn Charlie Kaufman có chia sẻ về lựa chọn này. Nó đánh thẳng vào ý tưởng rằng Jack không thể có mọi thứ anh ấy muốn. Tôi từng có trải nghiệm như thế, khi mình thích một thứ gì đó, rồi đọc được suy nghĩ của một người mình thật sự ngưỡng mộ, và sau đó cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã yêu thích nó. Cay đắng thay, khi Jack trẻ trong phim đã là bản thể lý tưởng mà Jack già có thể hình dung. Theo lời bạn gái, anh thông minh, biết quan tâm và rất tinh tế, nhưng ngay cả như thế thì nam chính vẫn thất bại. Thông qua hình ảnh này, Charlie Kaufman như muốn truyền tải một suy nghĩ nặng nề rằng có đôi khi ta sẽ thua cuộc ngay cả khi đối diện với chính bản thân mình, và ta sẽ chẳng thể làm gì để ngăn chặn điều đó.
sống một cuộc đời bế tắc và nhu nhược, nên không sớm thì muộn Jack cũng phải đối diện với hậu quả, đó là mong muốn kết liễu cuộc đời. Trong cuốn tiểu thuyết, tác giả Ian Reid cũng thể hiện rằng sự cô lập và bế tắc là lý do khiến Jack tìm đến cái chết. Trong phim, tâm lý của Jack cũng không thay đổi là bao. Trong một phân cảnh, ông đã nhắc đến tập bài luận, một điều được cho là vui vẻ mà tôi sẽ không bao giờ làm nữa. Tác giả của cuốn sách này là David Foster Wallace, một nhà văn đại tài người Mỹ, người đã tự vẫn ở tuổi 46 sau hơn 2 thập kỷ chống chọi với chứng trầm cảm. Hơn nữa, ngay sau khi đề cập đến cuốn sách, Jack cùng bạn gái đã thảo luận về chủ đề tương tự. Ngoài ra, dễ thấy rằng bạn gái của Jack liên tục nhận được những cuộc gọi từ chính những cái tên của cô. Trong tiểu thuyết gốc, người yêu của Jack thậm chí còn nhận được những cuộc gọi từ một kẻ lạ mặt. Nội dung của cuộc gọi chỉ là một ông già nói đi nói lại những câu giống nhau. Chỉ có một câu hỏi cần trả lời. Tôi sợ lắm. Tôi còn thấy mình hơi điên. Tôi không còn tỉnh táo nữa rồi. Giả định đó là đúng. Tôi cảm thấy nỗi kinh hoàng dậy sóng. Giờ là lúc phải có câu trả lời. Chỉ có một câu trả lời cho một câu hỏi thôi. Trong phim, chúng ta được thấy một ông già đứng ngoài cửa sổ thì thầm đoạn trên. Ở một thời điểm, người đàn ông này còn trẻ lại và nhìn khá giống với Jack. Vậy theo mình, đoạn thoại là giọng của Jack ngoài đời thực, và những cuộc gọi là một phần đen tối trong Jack thúc đẩy ông tự kết liễu cuộc đời bản thân. Nghe có vẻ mơ hồ nhỉ? Nhưng câu nói trên thì có liên quan gì đến việc tự vẫn? Cây viết Matthew Desham của The Slate có lời giải thích sau cho câu hỏi này. Theo anh, đoạn thoại trên gợi nhớ lại phần mở đầu trong cuốn sách Thần thoại Sisyphus của triết gia người Pháp Albert Camus. Chỉ có một vấn đề triết học thật sự nghiêm túc, đó là sự tự sát. Đánh giá xem cuộc sống đáng sống hay không đáng sống cũng chính là trả lời cho câu hỏi có tính nền tảng của triết học. Từ đó, có thể thấy câu hỏi mà Jack đau đáu tìm lời giải đáp là ông có thật sự đáng sống hay không. Vì thế, câu nói có chăng nên kết thúc vang vọng từ đầu phim không phải là để chấm dứt một mối quan hệ, mà là để kết liễu mạng sống của bản thân. Nói tóm lại, qua nhân vật Jack, Charlie Kaufman đã thể hiện cho khán giả thấy hậu quả của sự khép mình và cô đơn. Trong một hoàn cảnh tù túng như thế, người ta buộc phải tìm cho mình một lối thoát nếu không muốn chìm vào bóng đêm vô tận. Nhưng suy cho cùng, Jack đâu có chạy thoát. Vậy thì kết cục của người đàn ông này sẽ là gì? Ông sẽ xuống tay chấm dứt tất cả mọi thứ chứ? Câu trả lời là có. Jack đã lìa đời từ khi phim chưa kết thúc. Theo mình, khi Jack bước ra xe và cởi quần áo, cũng là lúc ông đã chết rồi. Bởi vì khi ấy, chúng ta được thấy những ký ức của ông được tua lại rất nhanh, bao gồm những hình ảnh về bố mẹ và cả quán kem Toasty Town yêu thích khi còn nhỏ. Hơn nữa, hình ảnh cuối cùng của bộ phim là chiếc ô tô phủ đầy tuyết của Jack nằm trơ trọi giữa không gian bạt ngàn, như để nói rằng đây là dấu chấm hết. Đây là kết quả từ một chuỗi những sự chấp nhận của Jack. Hãy cùng phê phim sâu chuỗi những sự kiện dẫn đến suy nghĩ này. Trong một phân cảnh ở hồi 3, chúng ta được thấy cô gái đối mặt với Jack già ngoài đời thật, và cô đã nói: "Just one of thousands of such non-interactions in my life." Đây không chỉ là sự xác nhận rằng Jack không thể đến bên người con gái đêm nọ, mà còn là lời thừa nhận ngầm của ông rằng mình đã quá mờ nhạt trong mắt của người khác. Về sau, Jack cũng chủ động để cô gái rời bỏ, một hành động nói lên rằng ông đã chấp nhận rằng mình không thể sống mãi mãi trong mộng tưởng. Tâm lý này tiếp tục được thể hiện trong phân cảnh tiếp theo. Đây chính là màn dàn dựng lại vở nhà kịch Oklahoma mà Jack đã nhắc tới ở đầu phim. Dành cho những bạn chưa biết, vở nhà kịch nổi tiếng này xoay quanh mối tình tay ba bi thương giữa chàng cowboy Curly McLean, tay nông dân Jude Fry và cô gái nhà nông Laurie Williams. Trong đó, chừng đoạn cao trào của hồi 1 là Dream Ballet, khi Curly bị tình địch Judd giết chết trong giấc mơ của Laurie. Chừng đoạn múa ballet trong I'm Thinking of Ending Things trực tiếp dựa trên phân cảnh này. Tuy nhiên, người bị giết lại là hình tượng Jack trẻ và thủ phạm là Jack già ngoài đời thực. Động thái này cho thấy nam chính đã thừa nhận rằng giấc mơ của ông không thể trở thành hiện thực. Ông chỉ là kẻ đang ngăn chặn chính mình trên con đường tìm kiếm hạnh phúc mà thôi. Tiếp theo là hình ảnh con lợn hoạt họa. Đây cũng là một liên hệ trực tiếp tới quá khứ của Jack, là nỗi ám ảnh dai dẳng trong ông. Tuy nhiên, đây cũng chính là phần hình ảnh phản chiếu con người của Jack. Con lợn bị ăn mòn bởi lũ giòi ghê rợn, thì chính tâm hồn của Jack cũng bị bòn rút bởi sự tiêu cực và thụ động lâu ngày. Những lời nói của nó như "đây là cái số rồi" hay "ta phải chơi ván bài đã chia", dù nghe có vẻ trừu tượng, nhưng đều có thể quy về một mối rằng nó cổ động Jack chấp nhận cái chết. Ở chừng đoạn kết thúc, đạo diễn Charlie Kaufman đã đạo lại gần như y hệt cảnh kết của phim A Beautiful Mind, xoay quanh một nhà toán học đứng trước bờ vực sụp đổ của cuộc đời, một phim gắn liền với ký ức của Jack. Ngoài ra, đây còn là sự kết nối giữa hai câu chuyện về những người đàn ông có tài nhưng phải chịu đựng bi kịch trong cuộc sống. Trước khi bộ phim kết thúc, chúng ta được thấy Jack cất lên ca khúc Lonely Room,
Đây là ca khúc mà nhân vật phản diện Judd Fry đã hát trong vở kịch Oklahoma mà mình đã đề cập ở phía trên. Nội dung bài hát là những hy vọng của Judd về một đời sống tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, ở cuối vở kịch, Judd đã không thể sống sót để tiếp tục chạy theo hoài bão. Và Jack cũng vậy. Dù ông đã nỗ lực xây nên một câu chuyện viên mãn với một người bạn gái cá tính, nhưng cuối cùng, ông cũng không thể chạy trốn khỏi tử thần. Nói tóm lại, bộ phim mang tới cho khán giả những chiêm nghiệm nặng trĩu về cuộc sống. Chúng ta có thể tưởng tượng ra mọi thứ, có thể vẽ ra cho bản thân viễn cảnh đẹp đẽ nhất. Nhưng dù thế giới ấy có thật đến đâu, thì con người ta vẫn không thể né tránh thực tại. Vẫn phải đối mặt với những vấn đề bằng xương bằng thịt đang chắn ngang trước mắt. Mặt khác, có khi chúng ta sẽ chẳng thể làm gì ngoài việc chấp nhận. Chấp nhận rằng cuộc sống không như mơ, rằng ta sẽ chẳng thể giữ chọn những gì thân thương nhất, hay né tránh lưỡi hái tử thần đang ngày một đến gần. Khi ấy, ta sẽ nỗ lực sống tiếp cuộc đời mình, hay đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ. Nghe thông điệp có vẻ nặng nề, nhưng chúng ta cần phải nhìn nhận rằng đây là câu chuyện về một con người có tính cách thụ động cực đoan. Như vậy, tất cả những gì diễn ra là hệ quả từ lối sống này. Thế nên đối với mình, điều mà đạo diễn Charlie Kaufman thực sự muốn truyền tải mang một màu sắc khác. Đúng, trong cuộc sống đôi khi chúng ta buộc phải chấp nhận rằng sẽ có những lúc bất ổn, nhưng chúng ta không thể vin vào đó để rồi tự kéo bản thân mình xuống bùn lầy. Đừng như Jack, đừng ủ rũ trong vỏ bọc của mình, để rồi phải đi tìm niềm vui nơi mộng tưởng huyễn hoặc. Hãy mở lòng ra, sẵn sàng khám phá, tìm niềm vui và tận hưởng trong thực tế vốn dĩ, và sống hết mình với những gì mà ta đang có. Để sau này, khi lưỡi hái của thần chết cận kề, ta có thể chấp nhận nó bằng sự thanh thản thuần khiết nhất, để ra đi mà lòng không vướng bận. Theo mình, đó mới là thông điệp ẩn sâu trong lớp vỏ bọc nặng nề và đặc quánh của I'm Thinking of Ending Things. Và đó là những tổng hợp và suy nghĩ của phê phim về I'm Thinking of Ending Things. Thay vì sử dụng những chất liệu gây sợ thông thường, đạo diễn Charlie Kaufman đã tạo ra nỗi ám ảnh bằng những chiêm nghiệm đầy đen tối và xót xa về cuộc sống của con người. Tuy nhiên, nhìn nhận cuộc đời như thế nào vẫn là lựa chọn của chúng ta, những khán giả xem phim. Các bạn nghĩ gì về bộ phim này? Có chi tiết nào trong phim mà chúng mình đã bỏ qua không? Đừng quên để lại bình luận để phê phim tiếp tục cải thiện trong những video lần sau nhé. Ok, cảm ơn các bạn đã xem hết video và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.